two school districts, from state to state, classroom to classroom. Tại Mỹ, lạm dụng tình dục trẻ em là bất hợp pháp ở tất cả các bang cũng như trong luật liên bang. Tùy theo từng bang mà có những quy định cụ thể về khung hình phạt hình sự, từ bỏ tù, nộp phạt, ghi nhận là một kẻ tấn công tình dục, giới hạn đi lại. Bang Colorado đang đề xuất án tử hình cho những tội phạm tái phạm tội. Còn tại Nhật Bản, những người phạm tội như sờ soạng trẻ em bị phạt đến 6 tháng tù hoặc đóng phạt 500.000 yên, tương đương với 4.500 đô la Mỹ. Tuy nhiên, luật hình sự quy định mức phạt từ 6 tháng đến 10 năm tù đối với các hành vi vi phạm tội nghiêm trọng. Trong khi đó tại Pháp, một người có hành vi xâm hại tình dục trẻ em dưới 15 tuổi có thể đối mặt với bản án 20 năm tù. Tại Đan Mạch, người có hành vi tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi có thể bị bỏ tù đến 8 năm. Tại Hà Lan, một người quan hệ tình dục với trẻ em dưới 12 tuổi sẽ nhận mức phạt 12 năm tù hoặc nộp phạt với mức phạt cao nhất là 83.000 euro, tương đương với 93.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, một số nước như Mỹ, Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, Anh và Indonesia cũng áp dụng hình phạt thiến hóa học đối với các tội phạm ấu dâm. Then later that year, Santa Fe Public School